organic OP Keto này thì khi mà anh bắt đầu được trải nghiệm nó thì thực sự là anh biết rằng là đây là một cái thứ mà lâu nay anh đang tìm kiếm. Và khi mà anh đưa về salon tóc của anh rồi thì khách hàng của anh cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà họ được trải nghiệm với sản phẩm này, bởi vì nó vượt cái sự mong đợi của khách hàng. Tức là người ta không hình dung được rằng là một cái sản phẩm gội đầu mà nó mang đến nhiều cái mà kích thích giác quan như vậy. Giống như bắt đầu từ cái bao bì thì nó rất là ấn tượng rồi, sau đó đến trải nghiệm mà chúng ta có thể hòa quyện vào cái mùi hương đó. Là mà đang sử dụng là một dòng sản phẩm hữu cơ, nó là một dòng sản phẩm công nghệ năng lượng không hóa chất từ nguồn giống cây trồng, nguồn nước, là một dòng hữu cơ thật là tuyệt vời trên cả những cái dòng hữu cơ mà Thương An sử dụng từ trước. Thì mình dùng rất là nhiều những dòng sản phẩm của organic rồi, thế nhưng mà mình thấy OP nó có một cái đặc tính là nó có thể tự cân bằng và chữa lành trên da đầu cho tất cả các khách hàng của mình, là từ dầu gầu hoặc là những cái tóc rụng. Thì mình thấy sản phẩm OP là một, hiện tại đang là một sản phẩm khá là nổi bật ở trên. Ấn tượng nhất đối với chị thấy là cái sản phẩm tinh dầu, nó có mùi hương nhẹ nhàng và khi mà mình sử dụng thì mình cái tóc ấy nó sẽ rất là mát, mà cảm giác như là nó mềm như là lụa. Thì đấy là cái sản phẩm mà chị cảm nhận được. Còn về dầu gội thì chị cảm nhận được cái độ tơ nhẹ của nó so với cả một số cái sản phẩm chị đã từng dùng qua. Từng qua trải nghiệm và muốn tham gia các sản phẩm mà đáp ứng cái chương trình của anh đang rất là cần thiết. Nhưng anh cũng được khách hàng rất là tỏ tình yêu cầu sản phẩm sẽ được ra.